Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là online Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để chờ video mới nhất của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một con web rút về vì PayPal các bạn nhá. Và min rút của nó chỉ là hai đô thôi đó và cái con web này nó có một cái giao diện như là cái Facebook của các bạn ấy các bạn có thể đăng ảnh này đăng video này để người ta like ảnh hoặc là thả tim cho tất cả các bạn và đặc biệt ở cái là cái con web này nó sẽ trả tiền cho người dùng nha các bạn nhé và cách chơi và cách đăng ký như thế nào và bây giờ mình sẽ vào và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhé thì trước tiên vào và mình sẽ quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhé bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất ở cái video đợt trước này đó bạn nào muốn tham gia event của mình Các bạn chỉ cần để lại cho mình số điện thoại Kèm theo Villa, Viettel hoặc là Momo các bạn nhé Thì video đợt trước của mình là có 36 comment các bạn nhé Thì dạo này comment và cái lượt like của mình rất là thấp Nên là các bạn nhớ ủng hộ like video hoặc là để lại comment cho mình nhé Ok và bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất Các bạn nhớ like video này cũng như là comment để ủng hộ mình nhé xin chúc mừng bạn quốc bảo ngọc nhé bạn đã trúng một cái thẻ viettel của mình này thì sau cái video này mình sẽ gửi thẻ cho bạn nhé đó tí nữa mình sẽ gửi cho bạn và các bạn nhớ là tham gia event các bạn nhớ để lại cho mình số điện thoại kèm theo Villa viettel hoặc là momo nhá ok thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn con web này các bạn sẽ ấn vào một cái đường link của cho mình nhá đó mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký cũng như là cách chơi của cái con web này Đây tí nữa mình sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả Các bạn chỉ cần ấn vào thôi Các bạn chờ một lúc để mình ấn vào link Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cũng như là cách chơi Đây, đây là cái giao diện của nó nhá Thì bạn nào chưa có tài khoản Thì các bạn sẽ ấn vào phần ke ăn cao này Đó, còn bạn nào có tài khoản rồi Thì các bạn sẽ ấn vào phần login Thì đa số là các bạn sẽ chưa có tài khoản Và mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký sơ sơ nhá ở đây ở đây phần đăng ký của nó thì không có gì là phức tạp cả Rất là đơn giản Các bạn chỉ cần nhập họ tên này đó, hoặc là tên tài khoản của các bạn Gmail và mật khẩu là các bạn có thể đăng ký được rồi Và mình sẽ hướng dẫn qua qua nhé Ví dụ như là Lâm này Đấy. Đây là Hoàng Lâm này Đấy, Hoàng Văn Lâm này Đó Mình sẽ hướng dẫn qua qua thôi chứ Thực ra là mình đã đăng ký rồi nhé Tí mình chỉ cần ấn vào đăng nhập thôi mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết nhé đây ví dụ nhà đây mình sẽ hướng dẫn qua qua nhiều bạn vẫn chưa biết phải không đó đây, các bạn cứ làm theo y như mình nhé xong các bạn ấn vào sinh IN thì ở đây nó sẽ chọn Lam này ngày tháng năm sinh này đó các bạn chọn bừa đi ngày tháng năm sinh này xong tích hai cái này sau đó các bạn sẽ ấn vào phần sinh áp cho mình nhá thì mình đã có tài khoản rồi thì mình bây giờ mình sẽ vào đăng nhập luôn cho các bạn xem nhá ok mình sẽ ấn ra phần login này đó các bạn chỉ cần ấn như thế là các bạn có thể đăng ký thành công nhá còn mình có tài khoản rồi thì bây giờ mình sẽ ấn vào phần đăng nhập cho nhanh còn mình đăng ký hướng dẫn như hầu như đăng ký là bạn nào cũng có thể biết rồi cái đó không cần phải nói nữa ok chưa bây giờ mình sẽ ấn vào phần đăng nhập này đây là một giao diện rất là đẹp đó, nó y như facebook luôn nhưng mà chẳng qua là nó không có ở trong app thôi các bạn ạ Đấy, chẳng qua là nó chưa có ở trong app thôi tu cầm không biết xài cái gì đây trương thị tiến ok giao diện của nó như là Facebook luôn các bạn ạ. nhìn rất đẹp luôn đấy, ngoài ra các bạn có thể đăng ảnh này, đăng video này Đó lên để người ta tương tác với các bạn nhé thì các bạn chờ một lúc mình đang đăng nhập vào à, nó rất là lâu bởi vì có rất nhiều nhiều người chơi con web này rồi nên là khi ấn vào thì nó hơi bị nghẽn các bạn ạ đấy Đã ra đã vào nhá Ok mình sẽ ấn đồng ý này đây là cái giao diện của nó các bạn có giống có thấy giống Facebook không? Đấy, cũng có ba gạch này. có người, có tin nhắn này, có chuông này. Đó đây. Người ta đăng video này. Đó, người ta xem này. Đấy, các ông còn chia sẻ cả clip clip lên trên này này. Đấy, đây là một con app rất là tuyệt vời. À đây là một con web rất tuyệt vời. Xin lỗi các bạn nhé Và cách chơi và cách kiếm tiền được ở con web này như thế nào Đó đây là cái phần link này Các bạn sẽ ấn vào đây Khi các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện lên link của các bạn nha đây. Ấn vào đây để sao chấp link này làm quá nhỉ đó các bạn chỉ cần ấn vào cái phần up uh, apply link này là các bạn có thể thấy link của các bạn nhé và làm thế nào để rút được tiền cái quan trọng nhất là rút được tiền nhé thì cái phần này nó rất đơn giản thôi các bạn chỉ cần ấn vào cái dấu ba gạch này cho mình này sau đó các bạn sẽ ấn vào phần setting này cho mình nhé mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền ở cái con web này đó các bạn sẽ ấn vào phần setting này cho mình này nó rất là lang mạng nó rất là đơ mình đã chọn sáng sớm để mình hướng dẫn cho các bạn Nhưng mà nó vẫn hơi đơ các bạn bạn thông cảm nhé Chờ một lúc Đây, Các bạn sẽ ấn vào phần setting này cho mình nhé Anh em chờ một lúc Đờ qua trời luôn Các bạn chỉ ấn vào phần setting này cho mình là các bạn có thể rút được tiền nhé Sau đó có một cái phần payment này Đấy, đây mình cho các bạn xem cái tàu số dư Hiện tại số dư của mình đang có là không đồng này đó Đây, các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt này Đấy, đây là các bạn update cái Gmail của các bạn Sau đó các bạn lại ấn vào dấu ba gạch này Đó, ở đây thì nó sẽ có cái phần này Đấy, các bạn sẽ ấn vào cái hai cái mũi tên đỏ này cho mình này Đấy, nó sẽ hiện lên cái phần Payment này Các bạn ấn vào phần Payment cho mình này Các bạn chờ một lúc nhé đó, ở trong cái phần payment đó là cái phần rút tiền các bạn ạ. Đó và min rút của nó chỉ là 2 đô thôi. Đó, và làm thế nào để kiếm được tiền thì mình đã hướng dẫn các bạn là đăng ảnh này. Ngoài cái việc đăng ảnh ra các bạn có thể là đi mời người ta này. Mỗi một lượt giới thiệu các bạn sẽ nhận được là 0,1 đô các bạn nhé. Thì đây là một con web kiếm tiền rất là ngon. Chẳng qua là mình vào những lúc này thì mạng nó hơi nghẽn nên là khó hướng dẫn. Ok này, đây, cái phần rút tiền của nó đây ở đây có hai ví nhé, thứ nhất các bạn rút về ví PayPal, thứ hai các bạn sẽ rút về ví Skit này, đó các bạn chỉ cần nhập số tiền này, ví dụ nhập hai đô chẳng hạn, đó, ở đây thì các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail PayPal của các bạn vào, là các bạn có thể rút được tiền và đã rất là nhiều người rút được tiền từ cái con web này rồi, thì đó là một con web rất là ngon các bạn, thì hiện tại của mình đang có là không đô, không đô các bạn, không thể rút được bởi vì chưa có nghìn nào, đó và các bạn có thể ở vào hình ngôi nhà này, các bạn sẽ đăng ảnh một cái ảnh bất kỳ nào lên để cho người ta like hoặc là người ta thả tim cho tất cả các bạn nhá ngoài cái việc đó ra các bạn có thể đi mời người và các bạn sẽ ấn vào cái link và vừa lấy mình để ở trên cái đầu đầu mình bảo các bạn là ấn vào đó để lấy link sao chép ấy đấy thì vừa lấy mình ấn vào thì nó hơi lang nên là các bạn ấn vào đó để các bạn lấy link cho mình nhá sau đó các bạn có thể để đi mời và cái cách đăng ký nó rất là đơn giản và đăng ký bằng gmail nên là các bạn có thể chết được các bạn bạn nào mà có Facebook à, bạn nào mà có máy tính ấy, hoặc là có nhiều Gmail một tí các bạn có thể chết được nhá đó là cái phần mình hướng dẫn thì ở đây là mạng nó hơi lang quá nghe mình thử cố ấn vào cái phần trang chủ đây đó thì bạn nào còn thắc mắc gì thì các bạn cứ kết bạn Zalo với mình và mình sẽ hướng dẫn nhá thì đây là một con web kiếm tiền rất là ngon đấy mà min rút của nó chỉ là hai đô thôi mình vào cái lúc này thì mạng nó hơi bị nghẽn nên là không hướng dẫn nhiều cho các bạn được Đấy, ok chưa? Đó, phần thông báo này thì 5 15 giờ trước này. Ở đây phần tìm kiếm này. Đó, phần tin nhắn chưa có ai nhắn này. Đó, phần trang chủ này. Ở cao này. Ok. Thì bạn nào thắc mắc gì thì các bạn cứ kết bạn Zalo với mình và mình sẽ hướng dẫn nhé Đây cái phần rút tiền các bạn sẽ vào phần cài đặt này, vào hai cái chấm đỏ chéo này là các bạn có thể rút được tiền nhé ok chưa thì video của mình kết thúc tại đây nhé bạn nào còn thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì hãy kết bạn zalo với mình mình sẽ giúp đỡ nhé ok thì video của mình xin chào tất cả các bạn nhé